Chào tất cả các bạn và rất vui gặp lại các bạn trong bài số 37 giáo trình Minano Nihongo ni. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cấu trúc pháp cực kỳ là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta học cấu trúc pháp là từ ukemike, đó chính là động từ thể bị động. Đây là một trong những cái động từ nó mang cái tính chất là không thể mà thiếu được trong cách hành văn trong ngôn ngữ nói của tiếng Nhật. Thế nên ấy, nếu mà chúng ta không có chắc bài số 37 này mà chúng ta không biết động từ thể bị động là gì, nó dùng trong trường hợp nào và nó chia như nào, thì sẽ khẳng định một điều là khi mà chúng ta ở trong ngôn ngữ nói hàng ngày nó rất là bị động. Và thứ hai là trong giao tiếp chúng ta sẽ không có thể gì đây là hiểu được rõ cái bản chất người ta muốn nói là gì. Chúng ta thậm chí còn có thể là hiểu sai cái ý nghĩa của người ta nói. Trong đọc hiểu cũng tương tự như vậy. Trong đọc hiểu người ta sử dụng động từ thể bị động, nó mang cái tính chất là văn viết để thể hiện được cái ngôn từ, để thể hiện được cái suy luận và thể hiện được cái cách hành văn của một cái tác giả. Nếu mà chúng ta không thể hiểu được đây là một động từ thể bị động, chúng ta sẽ bị dịch sai nghĩa, đó là điều đầu tiên. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ không thể hiểu được ý của tác giả là thế nào, được chưa? Thế nên ấy, bài số 37 hôm nay chúng ta cực kỳ phải chú ý hộ sensei một điều là nó rất là quan trọng, được chưa nhỉ? Nếu mà chúng ta phải nhớ lại một điều, nếu mà chúng ta không có chắc bài số 37 hôm nay thì nó là vô nghĩa, nhớ nhá. Thì tương đương với việc là chúng ta không cần thiết phải học lên N3 và N2 nữa, bởi vì nó rất là khó khi mà chúng ta không có thể nắm chắc bài số 37. Tuy nhiên, cái việc bài số 37 nó cũng khá là dễ trong việc là giải nghĩa của nó. Chúng ta chỉ cần chú ý lắng nghe và quan sát là chúng ta có thể hiểu được rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc ngữ pháp bài số 37 đầu tiên trong tháng này. Chúng ta sẽ học về cấu trúc ngữ pháp là... Đây, xin xin lỗi. Nó là từ ukemike, được chưa? Chúng ta đọc là từ uke mike. Uke mike nó chính là động từ thể bị động của nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái chia của động từ thể bị động. Đầu tiên ấy, chúng ta có một cái động từ thể bị động, tức là động từ nó chia sang thể bị động thì nó cũng giống như tất cả các thể khác, nó cũng gồm 3 nhóm, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Thì ở đây chúng ta sẽ có nhóm 1, chưa? Nhóm 1 thì như vậy em biết rồi, chúng ta sẽ có cột y chuyển sang gì? Cột a và cộng với thằng từ remas, nhớ nhá. Chúng ta có cột y này chuyển thành cột a và cộng với thằng remas. Và các em nhìn thấy đây chúng ta có thằng từ remas. Chúng ta có thể chia thành re được, re tà hoặc re nai, các thứ đều được cả, được chưa? Cứ có mas bọn em chia thế nào cũng được. Chúng ta có là động từ thể bị động là một này, thứ hai động từ thể khả năng là hai thằng này là gì đấy, nó có kèm theo đuôi mas. Đấy là cái việc của chúng ta làm sao có thể tự do chia thành demas, re được, re nai tùy, nhớ nhá. Đó. Và các em chú ý xem nào, đây là một động từ chia sang thể bị động, nó có hai nghĩa, một là bị, hai là được, được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta có hàng từ ví dụ là từ kikimas. Kikimas là hỏi, được chưa? Là hỏi. Mà bây giờ chúng ta xem chia sang động từ thể bị động là từ ki thành ka và cộng với thằng từ remas thành từ kika remas. Kika remas là gì đấy? Là bị hỏi. Đó, ví dụ như là nói là ngày hôm nay tao đang đi thì bị cảnh sát hỏi thăm chẳng hạn. Thì lúc đấy chúng ta thay vì nói là cảnh sát tác động tôi thì tôi làm sao bị cảnh sát tác động vào, lúc đấy chúng ta sẽ nói là tao bị cảnh sát hỏi thăm. Thì nó rất là gần gũi với ngôn ngữ sống hàng ngày, được chứ nhỉ? Rồi và tiếp theo nào, ở đây chúng ta có từ torimas. Torimas là lấy. Chúng ta học ở trong phần từ vựng rồi, torimas cũng có thể mang tính chất là lấy trộm lấy cắp, được chứ nhỉ? Thì torimas này chia sang thể bị động thì ri nó sẽ chuyển thành ra và cộng với thằng đuôi là demas. Chúng ta từ torimas thay từ torademas, đây là lấy trộm. Thì torademas là gì đây mọi người? Là bị lấy trộm, được chưa? Ta đã bị lấy trộm thì đơn giản chia mas sự thành thể ta là torademas, itesuka. Rồi và tiếp theo ở đây chúng ta có là từ kamimas. Kamimas là gì? Là nhai, được chưa? Là nhai. Thì đúng rồi, nhai là cắn. Chúng ta có hai nghĩa, một là nhai là cắn. Ví dụ như ngày hôm nay là tao bị chó cắn chẳng hạn, thì cái động từ là cắn đây thì nó chung là chia sang thể bị động, nó sẽ là gì? Bị cắn, itesuka. Thì mi nó sẽ chuyển thành ma và cộng remas, thay vì nó là từ kamimas chúng ta sẽ nói là từ kamademas, được chưa? Đó. Rồi tiếp tục là shikarimas. Shikarimas chính là gì đây? Là mắng, chửi. Thì lúc đấy tao bị mẹ chửi và tao bị tao sang thầy giáo mắng, lúc đấy thay vì nó là từ shikarimas chúng ta chia sang thể bị động là từ shikararemas, itesuka. Shikararemas thì nó chuyển thành ta và cộng với thằng từ remas, được chưa? Rồi tiếp theo là ở đây chúng ta có từ sasoimas. Sasoimas là
mời. Nó kết thúc bằng đuôi y, nó là cột y. Tuy nhiên nhưng mà em chú ý ở sức tên ạ. Ở đây chúng ta có cái trường hợp đặc biệt. Khi mà kết thúc bằng đuôi y, được nhá. Bình thường kết thúc bằng cột y thì chuyển thành cột a và cũng remas. Nhưng mà khi nó kết thúc bằng đuôi y này, duy nhất từ sasoimas này, thì lúc đấy chúng ta sẽ chuyển y thành wa và cộng với remas. Nó không phải thành a nữa mà thành wa cộng với remas. Thay vì nó là từ sasoimas thì lúc đấy chúng ta sẽ nói từ saso wa remas. Thay vì nói là mời thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là tao bị mời đám cưới, hoặc chúng ta có thể nói là tao được mời đám cưới. Động thực thể bị động có hai nghĩa, một là bị, hai là được, được chưa nhỉ? Thì ở đây mang nghĩa tích cực chúng ta sẽ dịch nghĩa là được, còn gì đây, theo nghĩa tiêu cực chúng ta sẽ dịch là gì đây, là bị đó. Còn chúng ta từ sasoimas mời đám cưới, bị hay được thì tùy vào cảm nhận của mỗi người, được chưa? Đó, thì các em chú ý ở sẽ như nhé. Cái khi mà kết thúc bằng đuôi y này thì nó sẽ chuyển thành đôi qua cộng với remas. Dường như chúng ta có là từ seimas là hút, bị hút hoặc được hút, chúng ta là từ sư wa remas, được chưa? Kaimas là mua thì chuyển sang động thực bị động là từ ka wa remas, nhớ nhá. Còn tất cả những cái nó kết thúc bằng là sao, cột y này thì nó gì đây, hoàn toàn bình thường thôi. Yes, không? Rồi, và đấy là nhóm 1, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhóm 2. Nhóm 2 ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở sức xe này. Động từ nhóm 2 thì đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần bỏ mas đi cộng với thằng từ da remas là xong, được chưa? Dù như chúng ta qua thường từ nemas, nemas là ngủ, thì được ngủ thì nó sẽ là từ ne da remas, được chưa? Đó. Còn chúng ta qua từ mimas là xem, là nhìn, thì chúng ta chuyển sang động từ được xem, được nhìn là từ mi da remas, bỏ mas đi cộng với thằng từ da remas, được chưa? Rồi tiếp tục là chúng ta có từ ăn là từ thabemas, được ăn thì lúc đây chúng ta sẽ nói là từ thabe da remas. Yes, đó. Tiếp theo homemas là khen, và chúng ta sẽ nói là được khen là từ home, bỏ mas đi cộng thêm da remas là home da remas là được khen. Yes, đó. Đây là chữ gì, makemas, makemas là thua, chứ là thua cuộc, thì chúng ta chuyển sang động từ thể bị động mang nghĩa là bị thua, lúc đấy chúng ta từ make ra lên tạo. Yes, đó. Đó thì các em nhớ xem một điều là động từ thể bị động của nhóm 2 đơn giản chúng ta chỉ cần bỏ mas đi cộng với thằng từ ra đây mas là xong, được chưa nhỉ? Giờ và tiếp theo là nhóm 3. Ở đây chúng ta có từ shimas, chờ shimas sẽ bỏ shimas đi và cộng với thằng từ saremas, hay tức là shimas chuyển thành từ saremas luôn, được chưa? Dường như chúng ta có từ benkyo shimas, chúng ta sẽ bỏ shimas đi và cộng với thằng từ saremas. Thay xin lỗi, đây không phải benkyo, là từ zankyo. Xin lỗi nhá. Ở đây từ zankyo shimas thì chúng ta sẽ bỏ shimas đi thành từ zankyo saremas, được chưa? Đó, tiếp theo là chuishimas là gì đây? Là sự chú ý. Thì nói là gì? Bị chú ý, bị nhắc nhở. Lúc đây chúng ta sẽ nói từ chuishimas đi đây là gì? Rồi benkyo shimas là học, chưa? Đó, được học chúng ta sẽ từ benkyo saremas. Đó, hoặc là từ shimas sẽ chuyển thành từ saremas, và kimas sẽ chuyển thành từ koraremas. Hai cái thằng này là hai thằng đặc biệt, được chưa? Thế từ bây giờ trở đi bọn em chỉ cần nhớ xem một điều. Đối với nhóm 3 thì shimas bỏ shimas đi và cộng với thằng từ saremas là sẽ xong, được chưa nhỉ? Đó. Thì thực sự đấy là cái bản chất của cái cách chia trong động từ thể bị động mà chúng ta cần thiết phải nhớ. Và từ bây giờ trở đi, thực ra động từ thể bị động chia nó khá là khó. Thế nên luôn phải tâm niệm trong đầu là gì, mình phải rèn luyện cái cách chia. Rất là nhiều các bạn khi mà học cái cách chia của các thể chỉ có học xong thôi chứ không có luyện tập. Thực sự thì bọn em học xong mà bọn em hiểu cách chia xong bọn em không luyện tập, không thể nào bọn em có thể phản xạ được. Muốn nói tốt, muốn nói trôi chảy và muốn nói thành thạo thì đầu tiên phải luyện tập từ những cái bé trước. Một cái câu mà bọn em muốn nói là tôi bị cảnh sát hỏi thăm, mà hỏi là từ kikimasu là biết là hỏi rồi, thế bị hỏi chia sang thể bị động cứ ngồi ấp úng mãi thì không thể được. Bây giờ hãy mở cái quyển sách từ vựng của N4 ra, sau đó mở ra các phần từ vựng, nhìn thấy động từ chia hết sang động từ thể bị động, cứ động từ nào cũng chia hết cho tôi, được chưa nhỉ? Như thế thì nó sẽ tạo cho bọn em một cái phản xạ cực kỳ tốt trong cái việc là chia nó nhuần nhuyễn hơn, tư duy nhanh hơn và nó không bị lệ thuộc vào cái việc là cứ ngồi phải máy móc từng chút một. Ít là gì đó. Rồi và đấy là động từ thể động về cách chia của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong hôm nay, đó chính là từ danh từ ni và động từ thể động uke ni ke. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp này một nhá. Ở đây chúng ta cần thiết phải chú ý hồ sơ dạy đặc biệt hai điều.
Không đùa nhá, hai điều mà đặc biệt cần phải chú ý. Động từ thể bị động nó chỉ có duy nhất là hai nghĩa. À xin xin lỗi, không phải ba, hai, được chưa? Hai. Nó chỉ có duy nhất là hai nghĩa mà thôi. Nghĩa thứ nhất nó mang ý nghĩa là được, và nghĩa thứ hai nó mang ý nghĩa là bị, được chưa nhỉ? Được mang nghĩa là được, nó sẽ sử dụng trong trường hợp mang nghĩa là tích cực. Còn bị nó sẽ mang tính chất là tiêu cực. Ví dụ như là khi nào chỉ là được. Dù như là khi mà tôi được thầy giáo là khen, thầy giáo khen mình, tôi được thầy giáo khen, đây là tích cực hay tiêu cực? Đây là tích cực. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng nghĩa mang tính chất là được. Yes, có. Còn khi nào dùng là bị, bị mang ý nghĩa là tiêu cực. Dù như là tôi làm sao bị thầy giáo nhắc nhở, hoặc tôi bị thầy giáo mắng, thì nghĩa mang tính chất là tiêu cực, chúng ta hãy nhớ dịch khẩu sensei là bị, được chưa? Sẽ nhắc lại một lần nữa thôi, cái này cực kỳ là quan trọng. Bọn em bây giờ chúng ta đang học ở động từ thể bị động, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp đó. Thế bọn em cảm thấy nó không có gì là quan trọng, chưa hiểu được cái nỗi tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên những lần N3, xin thề bọn em một điều là chúng ta thường rất là hay bỏ qua cái động từ thể bị động. Cứ nhìn thấy động từ thể bị động mà dịch theo một cái lẽ thông thường. Tí nữa sẽ chứng minh cho bọn em thấy là động từ thể bị động nó quan trọng như nào, được chưa? Và trước tiên trước hết chúng ta cần thiết phải chỉnh chu nhớ xem một điều. Động từ thể bị động nó có hai nghĩa, một là được, hai là bị. Được mang ý nghĩa là tích cực, còn bị mang ý nghĩa là tiêu cực, được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta hãy nhớ đến hai cái nghĩa này của động từ thể bị động mà đi vào cái bài hôm nay. Chúng ta qua đầu tiên ấy là danh từ một quá, danh từ hai nghĩa, động từ thể bị động, được chưa? Động từ cuối của câu nó sẽ được chia về thể bị động. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem này, nghĩa là bị hoặc là được. Yes, có. Phạm vi sử dụng là dùng để diễn tả việc N1 được hoặc bị N2 tác động một cái hành động nào đó, được chưa? Đây là cái đối tượng N1, được chưa? Bị N2 tác động cái hành động nào đó vào cái thằng N1 đó. Dụ như tôi bị thầy giáo mắng, thì ở đây chúng ta có là tôi chính là N1 là đối tượng tiếp nhận, được chưa? Còn N2 chính là thầy giáo thực hiện hành động là mắng và tác động vào tôi là danh từ 1. It has got. Hoặc là tôi được thầy giáo khen, thì tôi là đối tượng tiếp nhận luôn đứng làm chủ ngữ, và thầy giáo là người gây ra sẽ đứng làm danh từ 2 là vị ngữ trước nghị, được chưa? Và thực hiện hành động là khen, khen ai? Khen tôi. Bọn em hãy nhớ xem một điều như thế, chúng ta phải hiểu được cái bản chất của câu động từ thể bị động nó dịch như thế nào. It has got. Rồi tiếp theo chú ý này, N2 luôn là người gây ra và được biểu thị bằng trợ từ là trợ từ ni. Đó, N2 luôn là người gây ra và biểu thị bằng trợ từ ni. Còn N1 là người tiếp nhận, đó là người tiếp nhận. Và hành vi mà N2 luôn là sao gây ra? Chúng ta N1 là người tiếp nhận hành vi mà N2 gây ra và luôn đứng làm chủ ngữ trước trợ từ là trợ từ qua. Nhớ nhá. Đó, N1 này, đó, it is verb, là luôn là cái người tiếp nhận hành vi mà N2 gây ra và luôn đứng làm chủ ngữ. Thế nên nhớ bộ xem thêm một điều, người gây ra sẽ đứng trước nghĩ, đó là N2. Còn người làm sao tiếp nhận luôn đứng làm chủ ngữ. Chứ là tôi được thầy giáo khen, tôi là chủ ngữ, được chưa? Tôi bị thầy giáo mắng, tôi là chủ ngữ. Đó, và người gây ra làm sao luôn đứng làm vị ngữ trước trợ từ là trợ từ nghĩ. Bọn em phải chắc chắn xem một điều này, tí nữa không bọn em sẽ sai lầm rất là lớn khi mà bọn em dịch vào động từ thể bị động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái ví dụ đầu tiên. Dường như là tôi được thầy giáo khen, chúng ta sẽ nói là thế nào đây? Tôi là chủ ngữ, là đối tượng tiếp nhận, thầy giáo là vị ngữ, được chưa? Đứng trước trợ từ là trợ từ nghi. Và hành vi mà thầy giáo tác động vào tôi ở đây là từ homemas. Thì lúc đấy chúng ta phải nhớ chia về động từ thể bị động là từ home dademas, được chưa? Là tôi làm sao được ai, được thầy giáo thực hiện hành động là khen, nhớ nhá. Đó, tôi được thầy giáo khen. Bọn em phải hiểu xem cái tầm quan trọng của cái động từ thể bị động nó như nào. Ví dụ như là tất cả các bạn đều có một cái thói quen dịch là chủ ngữ trước và từ cuối lên đầu, mà bọn em lại không có nhìn thấy động từ thể bị động là từ dademas ở đây. Bọn em cứ nhìn thấy đây là homemas, homemas là khen. Bọn em cứ làm sao nhìn thấy home dademas, cứ nhìn thấy homemas là bắt đầu lại nghĩ chỉ đơn thuần nó là khen thôi. Và bắt đầu dịch này là tôi làm sao khen, khen ai? Khen thầy giáo. Có đấy đúng hay sai? Nghĩa nó sai một cách là 180 độ ngược lại luôn. Ở đây đúng của nó là tôi được thầy giáo khen. Còn nếu mà chúng ta dịch theo thể thông thường, theo một cái thói quen bình thường, chúng ta gì? Tôi khen ai? Khen thầy giáo. Hai đứa trái ngược hoàn toàn không? Quá là trái ngược luôn. Thế nên ý, cái tầm quan trọng của động từ thể bị động là
Khi mà chúng ta dịch, chúng ta phải biết được đây là động từ thể động. Đề thi N3 và N2, được chưa? Nó có rất là nhiều những cái câu hỏi ở trong cái phần đọc hiểu. Nó thử thách bọn em về cái việc là có biết được đây là động từ thể bị động hay không. Thế nên cực kỳ phải chú ý ở sức xe. Và trong cái bài người ta viết ấy, trong cái bài văn mà chúng ta đọc hiểu ấy, thì chúng ta phải biết đâu là động từ thể bị động và đâu là động từ thể thông thường và đâu là điều kiện các thứ, được chứ nhỉ? Yes, let's go. Giờ và tiếp tục nào. Chúng ta có là đây là cái bạn gái này được làm sao bạn trai tỏ tình, thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là Hanako-chan. Hanako-chan là người con gái gì đấy? Jatoro-kun ni kokuhaku sareta. Chúng ta từ kokuhaku là sự gì đấy, là tỏ tình, chứ kokuhaku là tỏ tình, còn kokuhaku sareta là được tỏ tình. Ai là người được tỏ tình? Chủ ngữ luôn là đối tượng tiếp nhận là Hanako-chan. Được ai là người tác động, ai là người gây ra? Chính là từ Tarokun. Thực hiện hành động là gì? Là tỏ tình với anh gì đấy, với chị, với bạn là Hanako-chan. Thế nên ý, ở đây chúng ta sẽ nói là Hanako-chan thì được ai? Phải nói là từ được đã. Được Tarokun tỏ tình, được chưa? Đó. Thế nên bọn em hiểu sẽ xem là đây là đối tượng tiếp nhận, luôn đứng là chủ ngữ. Đây là đối tượng gây ra, luôn đứng làm gì đây? Vị ngữ trước nị. Và nó thực hiện một cái hành động nào đó tác động vào cái đối tượng này. It is gone. Đấy là động từ thể bị động. Và nhìn thấy cứ re re ở cuối câu này, chúng ta hãy nhớ sensei nhé. Đó chính là động từ thể bị động. Mà phải biết được đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ để còn dịch cho nó chính xác. Được chưa nhỉ? Rồi và tiếp theo, dù như là từ tôi bị cảnh sát hỏi thăm. Ai là người bị ở đây? Là tôi. Thì tôi sẽ đứng làm chủ ngữ. Được chưa nhỉ? Và ai là người gây ra hành vi là hỏi thăm tôi? Chính là cảnh sát. Cảnh sát là từ kê sát trở nhị. Hỏi trong tiếng Nhật là từ kikimasu, thì bị hỏi là từ kikaremasu, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là từ watase wa kesatsu ni kikareta, chứ kikareta là tôi đã bị cảnh sát hỏi thăm, được chưa? Giờ và tiếp tục nào. Ở đây chúng ta có là đây là một bà cụ bị ai? Bị kẻ xấu nó lừa, được chưa? Bị lừa. Tức là bà cụ này là đối tượng làm sao? Đây là người tiếp nhận. Người tiếp nhận cái hành vi làm sao lừa đảo từ cái một kẻ lạ mặt này đó, thì kẻ xấu, người xấu này là người gây ra cái gì tác động lên cái bà cụ này. Ở bên Nhật có một cái kiểu lừa rất là kinh điển, cái là có một cái người, có một cái bà cụ, tức là người ta biết được cái số điện thoại của cái bà cụ này đó, và bà cụ này thì cũng đã khá là già rồi và sẽ rút điện thoại lên và sẽ gọi alo alo Oba-san, ima jiko ga atte iru node, ano okane sasoku ano okutte kudasai. Đó là mẹ ơi, đó là hoặc là bà ơi, hoặc mẹ ơi, bây giờ con đang bị gặp tai nạn, thế nên ấy là hãy nhanh chóng gửi tiền cho con, được chưa? Và khi mà chúng ta thấy là những cái người mà bố mẹ hay là ông bà mà nghe tin cháu mình bị gì đấy, bị tai nạn các thứ, thì lúc đấy lập tức vội vã sợ hãi cuống cuồng lên rồi và đi gửi tiền. Thực ra ấy, tại sao nó không lừa được người trẻ? Bởi vì người trẻ người ta sẽ tinh hơn, còn người già thì người ta sẽ thường là đáng trí, đáng tai rồi các thứ, người ta sẽ không còn đủ cái sự nhanh nhạy để có thể nhận ra đây là cái gì đây, đây là một kẻ lừa đảo nữa, được chưa? Thế nên thường là sẽ cầm tiền và đi gửi cho chúng nó. Và đặt ra vấn đề là số điện thoại đơn giản thôi, nó gọi là gì? Nó mượn điện thoại của người đi đường, nó gọi cho chiếc điện thoại của nó bị tai nạn, bị hỏng mất rồi đó, được chưa? Đây là một cái kiểu lừa đảo rất là nhiều bên Nhật, chúng ta phải chú ý nhá, được chưa? Và đối với bên Nhật thì những cái thông tin gọi là thông tin cá nhân, đó là một cái điều cực kỳ là hạn chế, không được phép cho bất kỳ một ai cả, được chưa? Đó. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành câu. Người tiếp nhận cái hành vi lừa đảo xấu đây là ai? Là Oba-san. Chứ Oba-san là bạn. Thì đã bị kẻ xấu là warui hito ni damasaremashita. Chúng ta từ damasu là lừa đảo, còn damasareta là bị lừa đảo. Chúng ta có là gì? Động từ chia về thể gì đây? Thể bị động, nhớ nhá. Đó. Và cộng với lại thằng từ demasaremasu, ý là gì đó? Damasimasu chuyển thành từ damasaremasu, ý là gì đó? Rồi và tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái câu tiếp theo. Ở đây là thầy giáo mắng học sinh. Thì bây giờ là gì? Tôi bị ai? Bị thầy giáo mắng. Tôi là đối tượng tiếp nhận, được chưa? Tôi là đối tượng nhận. Còn người gây ra là thầy giáo, thực hiện hành vi là mắng tôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là từ watashi wa sensei ni chui saremashita. Chúng ta từ chui shima là sự chú ý, là nhắc nhở, được chưa? Đó, tôi đã bị ai? Đã bị thầy giáo nhắc nhở.
chứ chúng ta không được dịch là tôi làm sao đã nhắc nhở thầy giáo đâu nhá, được chưa? Đó, đây là hai cái nghĩa hoàn toàn là khác nhau mà bắt buộc chúng ta khi mà học về động từ thể động chúng ta cần phải biết. Rồi và tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số những câu ví dụ ngắn gọn hơn. Ở đây chúng ta có là 私は兄に叱られた, là tôi đã bị anh trai thực hiện hành động là mắng. Nhìn thấy lê đằng sau chúng ta biết nó là động từ thể bị động rồi, được chưa? Rồi tiếp tục nào. 毎朝私は父に起きさせられます。ở đây chúng ta có không phải させ, chúng ta là 起こされます, được chưa? Là hàng sáng thì tôi bị bố thực hiện hành động là gì đây, đánh thức, được chưa? Đó, vậy nhớ nhá, cứ nhìn thấy hàng từ lê đằng sau thì nghĩ nó có thể là động từ thể bị động hoặc là động từ thể khả năng, và tùy thuộc vào trong từng tình huống mà chúng ta dịch nó đâu là bị động và đâu là khả năng, được chưa? Đó, đây dịch là hàng sáng thì tôi bị hoặc là tôi được bố gì đây đánh thức, được chưa? Rồi và tiếp theo câu số 8 nào. 私は山田さんにパーティーに招待されました。いいですか? Thì đây, người đây là ai? Là tôi. Tôi được ai? Được nè. Anh Yamada sa, anh thực hiện hành vi là mời đến bữa tiệc, được chưa? Chúng ta có thể từ sotai là mời, còn sotai saremasu là việc được mời, nhớ nhá, là được mời. Ít là gì? Đó. Thế nên ý, ở trong cái bài về động từ thể bị động này, chúng ta cần thiết phải nắm chắc hộ sensei một cái điều là nhớ sensei nhá, đã nhìn thấy cái đuôi đằng sau nó có thằng re như này, thì trong đầu tiên phải định hình được phân biệt đây là động từ thể bị động hay là động từ thể khả năng hay là từ vựng bình thường. Rất là nhiều bạn mải móng nhìn thấy một cái câu cứ nhìn thấy là dịch thôi, cắm cổ cắm đầu vào mà dịch, lúc đấy thực sự nó rất là sai lầm trong cái lối dịch, được chứ nhỉ? Đó, đầu tiên phải xác định nó thể gì đã, mà đã xác định đây là động từ thể bị động rồi thì lúc đấy chúng ta phải biết được chủ ngữ đã chưa, chủ ngữ tác động là bị làm sao, bị cái gì đây, bị cái danh từ đứng trước trợ từ là trợ từ nhị tác động một cái hành vi nào đó vào, được chưa? Và người tiếp nhận luôn đứng là chủ ngữ, người gây ra luôn đứng là gì đây, vị ngữ trước nhị, chưa? Và động từ nó sẽ chia về động từ thể bị động. Yes, có rồi. Đây là động từ thể bị động là cấu trúc khoa đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay đến cái cấu trúc khoa này để đi đến cấu trúc khoa tiếp theo là từ danh từ o je u ke mi ke, là động từ thể bị động đi kèm với đại danh từ. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem danh từ o động từ thể bị động này nó nghĩa là gì mọi người nhá. Rồi và ở đây chúng ta sẽ thấy nào, danh từ 1 qua, danh từ 2 nhị, danh từ 3 ô, động từ thể bị động, được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm nghĩa qua là gì? Nghĩa đầu tiên đó là bị. Và khi danh từ 2 làm hành động nào đó đối với danh từ 3, chưa? Khi mà danh từ 2 này làm một cái hành động nào đó với danh từ số 3 này, được chưa? Đó. Là vật sở hữu của danh từ 1, được chưa? Đó. Và danh từ 1 cảm thấy hành động đó là quấy rầy hay làm phiền mình. Bây giờ xin lấy ví dụ nhá. Tôi bị đứa em nó làm hỏng mất cái máy tính, được chưa? Thế bây giờ em nhìn này, tôi này bị này, cái đứa em này nó làm hỏng mất cái máy tính, thì em phải hiểu xem là cái máy tính là cái của tôi, thì N1 và N3 nó là gì? N1 là chủ sở hữu của N3, chưa, là cái máy tính của tôi. Và cái danh từ số 2 này là đứa em này, nó thực hiện hành vi là làm hỏng cái gì đấy, làm hỏng cái máy tính của tôi, được chưa? Đó, thì tức là cái đứa em nó tác động thực hiện hành động vào danh từ 3, và tức là nó làm hỏng cái máy tính. Đối tượng N1 bị cảm thấy là gì đấy, quấy rầy cái đó, được chưa? Thế nên nó mới có kiểu là khi danh từ N2 đó làm hành động nào đó với danh từ N3, đó là đứa em nó làm hỏng cái máy tính, ít là gì đó, và là vật sở hữu của N1, cái máy tính đó lại là máy tính của tôi. Thế nên là, và danh từ 1 cảm thấy là hành động đó là quấy rầy hay là làm phiền, được chưa? Đó. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng đây là cái cấu trúc pháp mang tính chất là tôi bị ai đó làm cái gì đó, nó là cái đó, nó là cái thứ là của tôi, được chưa? Giờ bạn tiếp tục nào. Chú ý mơ câu này chỉ được dùng khi người nói tiếp nhận hành vi cảm thấy phiền toái, được chưa? Nhớ sư sĩ, giống như là tôi được bố sửa cho cái xe đạp chẳng hạn,
thì bọn em sẽ không được dùng động từ thể bị động ở đây, bởi vì cái xe đạp nó cũng là xe đạp của tôi và bố thực hiện hành động là gì đấy, là sửa cho tôi, tức là nói là tôi được bố sửa cho cái xe đạp. Mặc dù nói là gì là được như thế, tuy nhiên nhưng ở cái thằng động từ thể bị động nó mang ý nghĩa là danh từ ba ô động từ thể bị động này, nó chỉ mang ý nghĩa là tiêu cực mà thôi, chứ không được mang ý nghĩa là tích cực. Nó chỉ được dùng với ý nghĩa là duy nhất là bị mà thôi, chứ không được dùng mang ý nghĩa là được chưa? Nếu mà trong trường hợp chúng ta cảm được biết ơn là bố đã sửa xe cho mình, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái động từ cái cấu trúc pháp ngày trước chúng ta học là gì đây, te moraimasu, được chưa? Thế nên là vì thế nên chúng ta không dùng nó nếu là người tiếp nhận cảm ơn hành vi do người hai làm. Trong trường hợp như vậy thì hãy dùng là sao, te moraimasu, vậy được nhá. Trong trường hợp mình muốn cảm ơn bố vì đã sửa xe cho mình, thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng động từ là động từ gì đây, VT moraimasu, như ngày trước chúng ta đã học. Còn ở cái việc là ai đó làm cái hành động nào đó vào một cái vật nó sở hữu của mình để làm sao mình cảm thấy hối hận, để mình cảm thấy là gì, khó chịu, thì lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là động từ thể bị động mang ý nghĩa là bị, được chưa? Và bây giờ có nhiều bạn cảm giác đang hoang mang nhưng mà em yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải thích kỹ hơn. Đầu tiên ấy, danh từ hai là cái việc là gì đây, đối tượng gây ra, nó tác động vào cái gì, danh từ ba là cái vật là gây ra thiệt hại của sở hữu là danh từ một là đối tượng tiếp nhận, tức là danh từ một cảm thấy khó chịu khi mà danh từ hai gây ra một cái gì đó với cái vật của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn. Dụ như ở đây, đây là người, nó mang tính chất là đối tượng tiếp nhận, được chưa? Nó bị một cái thằng, đây là thằng trộm, nó chính là danh từ hai. Cái ví này nó chính là danh từ ba, được chưa? Đó, thì thằng trộm nó thực hiện hành động làm sao? Lấy cái ví này, nó chính là động từ thể động. Bây giờ chúng ta sẽ nói là tôi bị thằng trộm nó lấy cái ví, được chưa? Và đặt ra vấn đề hỏi, họ sẽ xem là cái ví này là ví của ai? Ví là ví của tôi. Thì cái việc bị mất ví như thế mình có cảm thấy khó chịu không? Có, được chưa? Đây là tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Lúc đấy chúng ta dùng động từ thể bị động hay là bất tên một đài boss, động từ thể bị động. Ít là có, nhớ nhá. Thế nên ý, bọn em chỉ cần nhớ xem là ai là người bị, bị luôn đứng làm chủ ngữ là watashi. Đối tượng gây ra là ai? Là thằng trộm, là donobo. Nó thực hiện hành động là gì? Lấy cái ví. Saifu wo torarete shimatta, được chưa? Saifu nó chính là danh từ ba, nó chính là cái vật thiệt hại này đó. Và nó thực hiện hành động, hành vi là gì? Torimasu là lấy, còn torarimasu là bị lấy. Torarete shimaimasu là thể hiện sự bối rối. Vutte shimaimasu là chúng ta đã học rồi, là tôi đã bị cái thằng trộm, tôi đã bị cái kẻ trộm nó lấy mất ví. Có cảm thấy phiền hà không? Quá phiền hà. Tại sao ở đây nó lại thêm cái thằng từ danh từ ba ô này vào? Bởi vì ví dụ như cái đầu tiên ấy, khi mà chúng ta học là tôi được thầy giáo khen, đó thì đơn giản là gì, tôi được thầy giáo thực hiện hành động là khen thôi, nó tác động trực tiếp vào tôi, thì lúc đấy nó sẽ không có danh từ ba. Nhưng mà ở đây là gì, tôi bị thằng trộm nó lấy mất cái đồ, thì tức là nó không phải tác động trực tiếp vào tôi mà nó tác động vào gì đây, vào cái đồ nào đó của tôi để làm cho tôi cảm thấy là gì, khó chịu, được chưa? Thì lúc đấy nó sẽ thêm là từ danh từ ba ô vào, nhớ nhá. Rồi tiếp tục là ở đây chúng ta sẽ là từ tôi làm sao bị con chó nó cắn làm không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch nghĩa là ai là người tiếp nhận hành vi đây, là tôi, được chưa? Kẻ gây ra là ai? Con chó, chưa? Nó tác động vào cái gì của tôi, cái mông của tôi, làm sao khó chịu, là kimochi vào đây hay kimochi gai, là kimochi vào đây, được chưa? Khi mà cảm thấy là khó chịu như vậy, chúng ta sẽ sử dụng động từ là thể bị động. Chúng ta không thể dùng là từ vượt tên một đài mắt ở đây được, không thể sự biết ơn được, mà chúng ta sẽ dùng động từ bị động là bị. Và bây giờ chúng ta sẽ nói là tôi là đối tượng tiếp nhận, watashi wa, đối tượng gây ra là inu ni, nó thực hiện hành động là cắn vào cái mông của tôi, là oshiri wo kamaremashita, được chưa? Đó. Và cả câu nó chuẩn vẹn nhất là từ watashi wa inu ni oshiri wo kamaremashita, ít là sao? Đó. Và chúng ta quay lại một cái quan điểm mà sẽ nói có thể là một số bạn vừa nãy nghe đã quên rồi. Dịch là sao? Đầu tiên chúng ta phải dịch là chủ ngữ trước, sau đó là gì đây, động từ thể bị động mang ý nghĩa đầu tiên phải nói là câu bị, được chưa? Là tôi đã bị con chó nó cắn vào mông. Chúng ta phải hiểu được cái gì đây, cái cách hành văn của động từ thể bị động như thế khi mà nhìn thấy từ demas. Tuy nhiên nhưng rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn
không chú ý động từ thể bị động, không hề chú ý đây là động từ bị động, mà dịch như này, dịch từ cuối lên đầu luôn. Tôi làm sao đã thực hiện hành động là cắn. Cắn vào đâu? Cắn vào mông của con chó, được chưa? Trời ơi, thay vì cái việc là tôi bị con chó nó cắn vào mông, mà lại dịch là gì? Tôi cắn vào mông của con chó. Rất là buồn cười luôn, được chưa nhỉ? Thế mà em phải chú ý hồ sơ xem một điều. Ở đây, cái trật tự trong câu của động từ bị động là cái điều mà người ta thử thách của em dịch nhiều nhất. Dù như là đội tuyển Nhật Bản là sao đã bị đội tuyển Brazil đánh bại với tỷ số 3-2. Nếu mà chúng ta dịch mà không cẩn thận là đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 3-2, câu nó có ngược nghĩa không? Ngược nghĩa hoàn toàn 100% luôn. Thế nên ý, động từ thể bị động nó luôn là một cái vấn đề muôn thuở của trong tất cả các đề thi để đọc hiểu. Nó thử thách bọn em xem đây là bị hay là được, hay dịch theo một nghĩa thông thường, nhớ nhá. Điều bản chất của chúng ta phải hiểu xem một điều thế vô cùng quan trọng luôn. Đừng bao giờ dịch là tôi làm sao cắn vào mông của con chó, nhớ nhá. Đó là động từ thể bị động. Giờ mới tiếp tục nào, chúng ta sẽ có là đây là tôi bị ai? Bị một người con gái dẫm vào gì? Dẫm vào chân. Thì cái việc chân này nó chính là cái vật sở hữu của tôi, và người ta tác động vào cái vật sở hữu của tôi để làm tôi cảm thấy là gì? Khó chịu. Thì ai là người tiếp nhận? Tôi. Lúc đây chúng ta có nói là chúng ta sẽ nói là từ watashi wa. Và đây là gì? Onna no hito ni ashi o fumareta. Chúng ta từ fumimasu là dẫm, còn fumaremasu là bị dẫm. Chúng ta dịch là tôi bị người con gái dẫm vào đâu? Dẫm vào chân, được chưa? Đó, dịch theo nghĩa là bị. Giờ tiếp tục nào. Đây là đứa trẻ con, nó chơi nó làm sao? Bẩn áo của mình, được chưa? Thì con nó làm bẩn áo của tôi, bẩn cái áo trắng. Lúc đây chúng ta nói là từ watashi wa kodomo ni ano fuku o yogosaremashita. Yogoshimasu là làm bẩn. Còn chúng ta có là yogosaremashita chia bài động từ bị động, chúng ta nói là bị làm bẩn. Bọn em phải chú ý xem một điều thế nhá. いいですか? Watashi wa kodomo ni fuku o yogosaremashita. いいですか? Giờ vào đấy là động từ thể bị động, nó có thêm trật tự. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một số ví dụ để chúng ta có thể nâng cao cái level của chúng ta hơn. Đầu tiên là 私はあの弟にパソコンの壊されました。壊されますラジレラランハウ。Thì 壊しますランハウ。Còn 壊されます chúng ta dịch nghĩa là từ bị làm hỏng. Tôi đã bị đứa em trai nó làm hỏng cái máy tính, được chưa? Đó. Giờ bạn tiếp theo nào. 私は泥棒にカメラを取られました。Là tôi làm sao? Đã bị Donobo là kẻ trộm, nó thực hiện hành động là lấy mất cái camera. いいですか? Giờ tiếp theo nào, câu số 7. 私は誰かにカバンを持っていかれました。Bây giờ chúng ta sẽ dịch là 私là tôi, là đối tượng làm sao? Chịu sự tác động. Và 誰か là một ai đó, thực hiện hành động là 持っていかれました. Chúng ta có từ 持って là cầm đi. Cho ta từ ikaremasu là mang đi. Cho cầm đi mang đi. Nhưng đây là từ ikimasu chia thể bị động là ikaremasu. Chúng ta thì bị cầm đi, được chưa? Khi chúng ta dịch là tôi đã bị một ai đó cầm cái gì đây? Cầm đi. Tức là ai đó đã cầm cái cặp của tôi đi rồi. いいですか? Đó. Thế nên ở đây nó chính là động từ bị động. Bọn em thì hiểu xem một vấn đề. Câu nó chỉ ngắn như này thôi thì bọn em có thể dễ dàng nhìn ra là động từ bị động. Tuy nhiên như ở dịch đọc hiểu N2 và N3, nhưng có bạn nào đang sẽ ở N2, N2, N3 xem được em hiểu xem vấn đề là chúng ta phải xác định được đến dấu chấm cuối cùng động từ nó ở thể nào. Nếu mà động từ thể bị động thì hãy cẩn thận nó, xem đâu là chủ ngữ, đâu là đối tượng làm sao chịu sự tác động, đâu là đối tượng gây ra, và dịch động từ là bị như thế nào. Thế là câu nó sẽ ra một cách là trọn vẹn luôn, được chưa? Đó. Sở dĩ chúng ta đọc hiểu mà không hiểu gì, sở dĩ mà chúng ta đọc hiểu mãi mà chúng ta không thể nhanh được là cái việc chúng ta chưa có một cái thói quen gì về cái việc đọc hiểu. Yes, có. Đó. Rồi và đấy là những cái gì mà sensei muốn nói với bọn em về động từ bị động. Có hai cách. Một, chúng ta học ví dụ, học câu phát đầu tiên là ai đó trực tiếp tác động lên tôi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng danh từ một có danh từ hai đi động từ bị động. Còn ai đó làm sao tác động đến cái gì đó của tôi mà để tôi phải cảm thấy khó chịu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là danh từ một có danh từ hai ni, danh từ bao và động từ thể bị động. Và chúng ta phải nhớ về cái cách dịch của nó, được chưa? Thay vì dịch là tôi
bị con chó cắn, đừng bao giờ dịch là gì đây, là tôi con chó à, tôi đã gì đã cắn vào mông của con chó, nhớ nhá. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến câu trúc phát tiếp theo là từ danh từ what, ga và động từ thể bị động. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem danh từ what, ga cộng với động từ thể bị động từ kemike này nó chính là gì. Rồi và ở đây nó chính là cái này, bọn em nhìn là sẽ xem nghĩa là được chưa. Và khi một sự việc nào đó không cần thiết phải nêu rõ đối tượng thực hiện hành vi thì chúng ta để vật việc làm chủ thể của câu và dùng động từ thể bị động để diễn tả, được chưa. Như vừa nãy chúng ta có là động từ thể bị động, đó là chúng ta đã rất là quen với câu trúc phát là danh từ một là đối tượng tiếp nhận, bị danh từ hai tác động một hành động nào đó, đó chúng ta có là cả đối tượng tiếp nhận và đối tượng gây ra. Tuy nhiên cái trường hợp là danh từ qua và cộng động từ thể bị động này thì trong trường hợp chúng ta không xác định được cái đối tượng gây ra là ai thì lúc đấy chúng ta chỉ cần nói là từ danh từ qua và cộng luôn động từ thể bị động luôn. Dù như chúng ta nói là từ gạo của Việt Nam được xuất khẩu ra toàn thế giới, gạo của Việt Nam Vietnam Muno Komeo, thế chưa, đó là được xuất khẩu ra toàn thế giới thì được xuất khẩu, bây giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh là gạo nó được xuất khẩu ra thôi. Tôi có biết là ai xuất khẩu không? Không, được chưa? Tôi chỉ biết từ gì đây, gạo nó được xuất khẩu. Thì ở đây nó thiếu đi một cái làm sao? Cái đối tượng gây ra. Thì lúc đấy chúng ta bỏ luôn con đó và chúng ta sẽ sử dụng luôn là gì? Động từ thể bị động là Yusutsu-sademas, được chưa? Đó. Giờ vào chú ý này, khi vật không được nhấn mạnh như chủ đề của câu thì dùng trợ từ là wa chuyển thành là từ ga, được chưa? Tức là khi mà vật không được nhấn mạnh như là chủ đề của câu thì dùng wa thành ga. Còn danh từ đứng trước thời gian và địa điểm dùng trợ từ là trợ từ wa. Còn danh từ đứng sau thời gian và địa điểm dùng trợ từ là trợ từ ga. Thì cái này của em tham khảo thêm thôi, chúng ta không cần thiết phải đặt nặng vào cái vấn đề. Chúng ta chỉ cần hiểu xem bản chất là khi mà chúng ta không biết ở trong câu nó có động từ bị động nhưng chúng ta không rõ cái đối tượng gây ra là ai thì chúng ta sẽ chỉ cần là từ danh từ qua hoặc là cộng với động từ thể bị động mà thôi, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nhá. 4 năm 前に1回オリンピックが控えられます。được chưa? Là 4 năm 4 năm à, sẽ không phải 4 năm 前に sẽ đọc nhầm. Đây là 4 năm に của mình là sai. 4 năm に1回オリンピックが控えられます。いいですか? Thì đây chúng ta sẽ thấy là cứ 4 năm một lần thì Olympic nó sẽ làm sao được tổ chức, được diễn ra và được mở ra. Ở đây tôi có biết ai mở ra không? Tôi không biết, được chưa? Tức là cái đối tượng nó gây ra nó đã được loại bỏ đi và nó chỉ cần quan trọng là chủ ngữ được động từ, thế là sao? Chưa? Chủ ngữ là Olympic nó được mở ra cứ 4 năm là một lần. Ý là sao? Giờ bạn tiếp tục nào, câu số 2. この絵は200年くらい前に描かれました。Tôi đã có biết ai vẽ ra cái bức tranh này không? Không, tôi không biết ai vẽ ra bức tranh này. Tôi chỉ cần quan trọng là cái bức tranh này nó đã được vẽ từ trước 2 năm trước. Thì lúc đây chúng ta chỉ cần nói là từ この絵は200年くらい前に描かれました。Thay vì nó là từ kakimasu và viết vẽ thì nó sẽ chuyển thành từ kakaremasu là đã được vẽ từ 200 năm về trước, được chưa? Đó. Thế em thấy nào? Cái lượng từ mà đứng sau chủ thể người ta sẽ dùng trợ từ là trợ từ ga. Lượng từ mà đứng trước chủ thể người ta sẽ sử dụng trợ từ là trợ từ ga. Giống như vừa nãy sẽ bảo với em qua và ga, được chưa? Chúng ta có thể đọc lại cái lý thuyết vừa nãy và chúng ta thử chiêm nghiệm cho hai con này và em sẽ hiểu thôi. Rồi tiếp theo là Kaiwa là gì? Là cái hội trường, là hội trường ai? Thì kaigi ga okonawaremasu. Okonawaremasu là gì? Được tổ chức, được diễn ra. Thì cái hội nghị làm sao? Nó được tổ chức, được diễn ra ở đâu? Ở hội trường, là hội trường A, được chưa? Thì chúng ta đơn giản chỉ nói là cái hội nghị nó được tổ chức ở hội trường A, nó có cần thiết phải đối tượng gây ra không? Không, được chưa? Khi mà chúng ta biết rõ và muốn nhấn mạnh và muốn nói đối tượng gây ra là ai, chúng ta hay sử dụng có chung mô pháp là 1 hoặc 2. Và khi mà chúng ta không biết cái đối tượng gây ra là ai, chúng ta chỉ cần làm sao sử dụng có chung mô pháp là từ danh từ qua gạo cộng động từ thể bị động luôn, được chưa? Tức là danh từ 2 nó đã được lược bỏ đi, nhớ nhá. Và tiếp theo nào, chúng ta có là từ 1950 年に
インスタントラーメンが発明されました。あれらは何もに沈潮なめたん thì cái gì đấy インスタントラーメンラーミアンリエン nó đã được gì phát minh ra được chưa đó vào năm 1958 thì mì ăn liền đã được phát minh ra. Thay vì nói là người ta phát minh ra mì ăn liền vào năm 1958 thì người ta nói là vào năm 1958 mì ăn liền đã được phát minh ra, nghe nó sẽ hay hơn và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Ý là có rồi. Tiếp theo là câu số 5. この街で国際会議を開かれます。là cái ở thành phố này thì cái hội nghị về quốc tế nó sẽ được tổ chức, hoặc là chúng ta sẽ nói là hội nghị quốc tế nó sẽ được tổ chức ở đâu, ở cái thành phố này, được chưa? À xin lỗi, ở đây là trợ từ ga nhá, không phải là trợ từ ô đâu, được chưa? Là この街で国際会議が開かれます。いいですか？それでは câu số 6. あの桜公園で毎年高校野球の試合を行われます。ở cái gì đấy, công viên này thì hàng năm nó đều làm sao được diễn ra, được đều được tổ chức ra cái gì, cái trận thi đấu về bóng chày cấp 3, được chưa đó. Thì bọn em phải nhớ xem một cái bản chất là khi vào một cái câu ấy, nó không nhất định nó phải là có cái đối tượng gây ra. Trong trường hợp là chúng ta muốn nhấn mạnh đối tượng gây ra là ai, là người ta thực hiện hành động gì vào mình, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là động từ gì đấy thể. Chúng ta có là động từ hành động có kèm theo cả danh từ một và danh từ hai. Tuy nhiên nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta không cần thiết phải nói và chúng ta không biết và chúng ta không muốn nêu rõ cái đối tượng gây ra là ai, thì đơn giản chúng ta chỉ cần có danh từ qua hoặc qua cộng với động từ thể biểu luôn, tức là N2 nó sẽ được lược bỏ đi và N2 có quyền được lược bỏ, nhớ nhá. Rồi, và đấy là động từ thể biểu động vào một cái câu, nó rất là hay và từ đây về sau bọn em có thể gì đây nói sử dụng động từ thể biểu động này rất là nhiều. Ý thật ý thật không? Ví dụ là hôm nay tôi bị mất tiền chẳng hạn đó, thì lúc đấy chúng ta chỉ cần đơn giản là sử dụng động từ thể bị động là sao? It is gone. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái cấu trúc pháp tiếp theo trong bài hôm nay, nó chính là từ danh từ nhi yote động từ thể bị động nhá. Danh từ nhi yote cộng động từ thể bị động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem nó là thế nào rồi nhá. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát ở CC một chút. Ở đây chúng ta có là từ danh từ một qua danh từ hai nhiều tệ động từ thể bị động, được chưa? Và bây giờ chúng ta dịch nghĩa là N1 do N2 là cái động từ, N1 do N2 thực hiện thành động từ, nhiều tệ đây là do, là bởi, chưa? Do và bởi. Dường như chúng ta có là gì đấy, tắt đèn, chưa? Tắt đèn được thực hiện hành động là viết bởi ai? Ngô Tất Tố, được chưa? Đó, đừng ai nói là từ tắt đèn, tắt đèn được viết bởi chị Dậu nhé. Yes, là tắt đèn được viết bởi Ngô Tất Tố, thì lúc đấy chúng ta có là từ tắt đèn là N1 do N2 thực hiện hành động là viết, được chưa? Tắt đèn do Ngô Tất Tố viết đó. Yes, và sử dụng nào khi muốn nhấn mạnh rằng N2 là được làm ra và tạo bởi gì đây, danh từ hai, được chưa? Khi mà muốn nhấn mạnh rằng N2 chưa đó, à xin lỗi, khi muốn nhấn mạnh rằng N1 là do làm ra và được làm bởi N2 rồi. Và tiếp theo đây là chú ý là không có, rất là đơn giản thôi, các em đừng có sợ hãi cái này. Chúng ta chỉ cần nhớ xem một điều thôi, nhiều t là bởi, được chưa? Và danh từ một nó chính là sao, là cái vật, còn danh từ hai nó là người làm ra cái vật này, được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ở đây đó, vật và người làm ra nó chính là danh từ hai nhá. Bây giờ chúng ta xem một sơ. Đầu tiên chúng ta có là bóng đèn. Bóng đèn đây chính là danh từ một, được chưa? Nó được làm ra bởi ai? Bởi Thomas Edison, được chưa? Thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là, thay vì nói là Thomas Edison làm ra cái bóng đèn, thể sự miêu tả, thì người ta muốn nhấn mạnh rằng cái bóng đèn nó được làm ra bởi Thomas Edison. Thì ở đây người ta muốn nhấn mạnh đến cái chủ thể là cái bóng đèn, nó được tạo ra bởi một ai đó. Câu văn nó thể với sự nhấn cực kỳ là mạnh luôn, được chưa? Thế nên ý, chúng ta sẽ định hình luôn là danh từ một nó chính là cái bóng đèn, danh từ hai chính là Thomas Edison, và nhân tên là do làm ra, phát minh ra là từ Hatsumeshimasu. Hatsumeshimasu là gì? Là làm ra. Còn Hatsume Saremasu là được làm ra. Ý là gì cả?
Rồi, nó sẽ tạo thành một câu là từ Denki no Tama. Denki no Tama là cái bóng đèn tròn nhá. Tama là cái quả bóng này là tròn, được chưa? Denki no Tama wa Edison niyotte hatsume sareta. Thì người ta sẽ dịch là gì đấy? Cái bóng đèn này, đó, nó được hatsume saremasu. Chưa? Đây là động thể bị động nhá. Nó được phát minh ra bởi Edison. Ít là đó, rất là hay đúng không? Rồi tiếp theo ạ. Ở đây của em biết đây là ai không? Đây là bức tranh nào? Mona Lisa, rất là nổi tiếng. Nó nổi tiếng ở cái gì? Thì chúng ta tính nó có một cái bức tranh còn nổi tiếng hơn cả bức tranh của nàng Mona Lisa này, được chưa? Và người vẽ ra cái bức tranh nàng Mona Lisa này là ai? Đó chính là Leonardo da Vinci, được chưa? Da Vinci. Khi đây của em sẽ thấy là đây là danh từ 1 là cái vật, chưa? Còn danh từ 2 là người gây ra. Người ta thực hiện hành động là gì đây? Là thay vì đó là riêng cho từ Leonardo da Vinci vẽ ra bức tranh là nàng Mona Lisa, thì người ta sẽ nhấn mạnh là gì? Bức tranh nàng Mona Lisa được vẽ ra bởi người họa sĩ tên là Leonardo da Vinci, được chưa? Đó, thì các em phải hiểu lúc đây chúng ta sẽ tạo thành một câu là Mona Lisa no e wa da Vinci niyotte kakareta. Chúng ta có từ kakimasu là viết vẽ, còn được viết được vẽ là từ kakaremasu, nhớ phải chuyển sang động từ thể bị động, được chưa? Ít đại sự không? Chứ không lại việc là Mona Lisa đã gì đây vẽ ra da Vinci thì không phải. Là Mona Lisa là bức tranh là Mona Lisa đã được vẽ ra bởi ai? À, bức tranh là Mona Lisa đã được vẽ ra bởi họa sĩ tên là da Vinci, được chưa? Rồi và bây giờ xin giới thiệu với mọi người một bức tranh cực kỳ là nổi tiếng mà mọi người chưa từng bao giờ được chứng nữa. Đây, đây là bức tranh đó. Đây là một bức tranh về của một người cô gái nhìn ánh mắt cũng khá là không biết là đượm buồn hay không, và một cái nụ cười đó. Chúng ta nhìn thấy nụ cười của nàng Mona Lisa thực sự rất là thân thiện đó, nhìn rất là thân thiện, nhìn rất là đáng yêu và rất là đẹp. Còn lại một cái bức tranh của một người họa sĩ ở đó thì nhìn rất là nhàm nhở, nhìn có kiểu đang cười đẹp, đang cười khinh bỉ ấy, đó kiểu khinh bỉ thế. Và ai là người đã vẽ ra cái bức tranh này thì thưa giới thiệu các bạn, đây chính là họa sĩ tên là Ngọc Điệp Picasso, thấy chưa? Đó, biệt danh là Ngọc Điệp Picasso. Thì Sensei rất là bất ngờ khi việc bảo là Sensei biết vẽ. Và ngày trước Sensei đã từng học vẽ thì không có ai tin là Sensei đã từng vẽ. Nhưng thực sự là ngày trước thì đây là bức tranh mà Sensei đã từng vẽ từ cái hồi mà còn đi học vẽ. Cái mong muốn nếu mà ai xem cái bài về gì nhỉ? Từ vựng rồi thì Sensei có nói đến cái cụm từ là kim chi cử cờ đó, nó chính là kiến trúc sư. Thì Sensei đã nói là Sensei ước mơ ngày hồi bé là muốn trở thành một kiến trúc sư để có thể kiến thiết ra những cái ngôi nhà rất là đẹp. Sensei rất là thích nghề kiến trúc, tuy nhiên là không có duyên với nó. Thì ngày trước khi mà đi học vẽ thì cũng là gì? Tức là vẽ tượng thôi, nhưng mà về lấn sang cả cái chuyện là vẽ truyền thần. Nhưng mà vẽ truyền thần không được, mà mang chính chất là vẽ giống kiểu là truyền chết rồi. Đó. Rồi và đây, bây giờ chúng ta sẽ thôi cho một lần cho Sensei dấn thân vào cái giới showbiz một chút. Ở đây là từ Konoe, là cái bức tranh này. Nó được vẽ bởi Picasso Điệp. Thì lúc đây chúng ta có là từ Ngọc Điệp Picasso ni yotte kakaremasta, được chưa? Cái bức tranh này nó đã được vẽ bởi ai? Ngọc Điệp Picasso. Ok, cảm thấy mình cũng khá là nổi tiếng. Arigatou gozaimasu. Rồi và tiếp tục là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đố hỏi em biết. Đây là chuyện Doraemon. Doraemon được gì đây? Được viết ra bởi ai đấy mọi người? Bởi một người nhà văn và cũng là nhà viết kịch và cũng là gì đây? Nhà sáng tác truyện, chính là từ Fujiko Fujio, được chưa? Đây là một người vô cùng là nổi tiếng. Rất tiếc là bác ấy đã qua đời rồi. Và chúng ta sẽ nói là Doraemon wa Fujio niyotte kakareta. Là Doraemon thì đã được viết bởi ai? Fujio. Khi mà em nói niyotte là bởi, do, được chưa? Nhớ đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một số những cái ví dụ. Ở đây chúng ta có là America Đại Lục wa, là cái lục địa là America. Thì con cho từ Columbus niyotte hatsume saremasta. Đó. Thì cái lục địa là America, nó đã được làm sao? Được phát hiện, chưa? Được phát hiện ra bởi ai? Bởi Columbus. Ít đại sự đó. Chúng ta cứ dịch như bình thường thôi. Và bây giờ tiếp tục nào. Và em hãy thể hiện khả năng dịch nào. Demo wa Grahamベイズによって発明されました.
là cái điện thoại thì nó đã được phát minh ra bởi Bill Gates. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải nhớ xem một điều, phát kiến và phát minh nó khác nhau gì. Chúng ta có từ phát hiện. Phát hiện tức là sao? Tức là nó có sẵn rồi, và tức là nó đã tồn tại sẵn rồi. Trước khi mà mình tìm ra nó thì nó đã tồn tại sẵn rồi, và bây giờ bằng cái cách nào đó mà mình đã tìm thấy nó thì người ta gọi là từ phát kiến cho phát kiến. Phát kiến là gì đây? Là phát hiện. Còn chúng ta từ phát minh là phát minh, tức là nó chưa từng xuất hiện ở trên cái quãng đời này và mình làm ra nó thì được gọi là từ phát minh. Dĩ nhiên là thì Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện, thì bóng đèn điện nó không phải là do ông ấy tìm thấy bóng đèn mà ông ấy phát minh ra nó, bởi vì nó là thứ chưa từng tồn tại trong cái quãng đời này, được chưa? Giờ tiếp tục chúng ta sẽ có là từ Kyonen dekita cho từ Kono Kyokai, tức là cái nhà thờ ấy nó đã được làm hoàn thành từ gì, từ năm trước. Thì Yumena Kenchi Kikukan Yote Seke Sare Masuda, được chưa? Thì chúng ta có là cái nhà thờ này nó đã được làm từ năm ngoái, thì nó đã được Seke Sare là gì, đã được thiết kế, được thiết kế bởi một cái nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Chúng ta đọc đây là từ Yumena Kenchi Kikukan Yote đó. Rồi vào đây là của Trung Pháp, là từ danh từ một nhị, danh từ một vợ, danh từ hai nhân tê cộng với động từ thể động. Và chúng ta chỉ cần nhớ xem thôi, N1 nó chính là vật, N2 là người làm ra cái vật một này, và viết vẽ hay là làm cái thứ thì nó thể hiện là cái động từ này. Và nhớ họ sẽ là chia về động từ thể bị động, nhớ nhá. Đó. Rồi và đấy là cấu trúc ngữ pháp của bài số 37. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái cuối cùng, rất là đơn giản và ngắn gọn thôi. Nó là từ danh từ cờ hoặc danh từ đê cộng với thằng từ tsukurimasu. Bây giờ chúng ta nhìn nó xem nào. Chúng ta có là từ rượu này từ gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm, được chưa? Rượu được làm từ gạo thì rượu được làm từ gạo thì được, nó chính là động từ thể bị động. Làm là tsukurimasu, được làm là từ tsukuraremasu, được chưa? Từ đâu? Từ gạo. Thì các em phải nhớ là khi mà nó là nguyên liệu người ta sẽ sử dụng là từ danh từ kara, nó sẽ đi với thằng từ kara, thì lúc đấy chúng ta từ kome kara, được chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói là giống như là cái ghế của em ấy nó được làm từ gỗ chẳng hạn, hoặc ngôi nhà này được làm từ gỗ, thì gỗ nó là vật liệu, thì đằng sau trợ từ nó phải là trợ từ đệ, được chưa? Thế nên bọn em phải nhớ xem một điều là khi mà một cái danh từ nào đó, cái việc gì đó chúng ta muốn nói nó được làm từ nguyên liệu thì nó phải là từ danh từ kara, còn nó làm từ vật liệu nó phải là từ danh từ đệ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ví dụ là mugi kara tsukuraremasu, được chưa? Thì chúng ta có chủ ngữ là cái bia ấy nó đã được làm từ gì đây, lúa mì đó, lúa mạch. Thì chúng ta có lúa mạch nó chính là danh từ và nó chính là nguyên liệu, thì đằng sau nó phải là từ kara, tuyệt đối không được để đệ vào đây, được chưa? Tất cả các bạn lần này mà đi thi N4 thì bọn em phải đặc biệt chú ý học sinh cái này, bởi vì đề thi là môn thuộc, nó rất là hay thích lừa bọn em theo kiểu như này, nhớ nhá. Và ngay cả N3 nó cũng còn lừa này, chứ đừng có nói gì N4. Ít là sẽ. Rồi tiếp tục nào. Mukashi Nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. Thế chúng ta có là ngày xưa thì cái ngôi nhà của Nhật Bản nó đang được làm từ gỗ. Gỗ nó không phải là nguyên liệu mà gỗ nó chính là vật liệu. Thế lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng trợ từ đây là trợ từ đệ, được chưa? Đó. Thế từ bây giờ trở đi bọn em phải nhớ sẽ là được làm từ nguyên liệu, lúc đấy chúng ta dùng là kara. Còn được làm từ vật liệu chúng ta sử dụng trợ từ là trợ từ đệ, được chưa? Đó. Thì đây là cái bài số 37 trong ngày hôm nay, và đặc biệt chúng ta phải chú ý hộ sinh là động từ thể bị động là một trong những cái động từ cực kỳ là quan trọng trong quá trình chúng ta học lên N3 và N2. Thế nên thực sự là không muốn bất kỳ ai hỏng cái bài số 37 này, được chưa? Thế nên ý, bằng mọi giá, bằng mọi cách chúng ta phải chia động từ nó sang động từ thể bị động một cách thật là nhanh. Và thứ hai, phải nắm rõ tất cả những cái lý thuyết và những cấu trúc phương pháp có trong bài hôm nay. Bọn em phải nắm thật chắc, thì lúc đấy chúng ta tự tin trong đời sống giao tiếp, tự tin trong đọc hiểu lên N3, N2 nó sẽ nhạy tĩnh như kiểu là lên cưỡi con đường, cân đầu vân đi chơi ấy, được chưa? Đó. Giờ vào bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc, và rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và bây giờ cuối cùng thì chúng ta như thường lệ sẽ thực hiện một cái văn hóa rất là đẹp của Nhật, đó là gì đây? Chào nhau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.